Ok, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh của Giang. Mình là Giang C, là Tarot Reader tại kênh 127 Tarot Apprentice. Mỗi năm mình chia sẻ niềm đam mê của mình đối với tâm lý con người cũng như là những vấn đề huyền bí. Các bạn sẽ xem qua video này, nếu các bạn cảm thấy có một điều gì đó liên kết thì các bạn sẽ bấm subscribe kênh của Giang, bấm like video và để lại một bình luận cho Giang biết ha. Rồi, hôm nay thì sẽ là một video random message. Chủ yếu là tại vì Giang cũng đang hơi bí nội dung mà Giang cần phải làm. Thì hôm nay sẽ là một thông điệp xanh lá gửi đến các bạn để chúng ta không bị xa lánh. Tại vì hôm nay thì Giang sẽ dùng những bộ bài mà có cái chủ đề thiên nhiên và màu xanh lá ở trong đó ha. Rồi thì chúng ta sẽ có 3 bookmark ở đây tương ứng với lại 3 nhóm bài, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. 3 cái bookmark này các bạn có thể thấy là được cắt từ một bức tranh ra. Thì mọi người hãy lựa chọn ở đây một cái bookmark mọi người cảm thấy được thu hút nhất và sau đó thì Giang sẽ rút bài cho mọi người. Ok, giờ xin phép đếm lại các bạn nhóm 1 nhé. Và mọi người hãy nhớ đây là trả bài chung cho rất là nhiều người để mọi người đón nhận thông điệp một cách cởi mở và chọn lọc giúp Gen nha. Ngoài ra mọi người hãy hiểu là những cái trả bài ở đây Gen đang trải những điều các bạn cần nghe chứ không phải những điều mà các bạn muốn nghe. Nên là nếu như mà các bạn đang hy vọng ở đây sẽ có những cái thông điệp đưa cho các bạn những cái kết quả hay là những cái lời khuyên hay là một cái gì đó mà nó y chang như những gì mà các bạn muốn, các bạn luôn được, luôn hy vọng được nghe thì có thể là Giang không phải là cái người reader phù hợp với lại các bạn, và có thể các bạn xem những cái bạn reader khác nó sẽ ok hơn ha. Rồi bây giờ Giang sẽ đếm lại các bạn nhóm bài đầu tiên. Ok, xin chào các bạn, nhóm 1, những bạn đã chọn cái bookmark này nhé. Thì đây là trải bài cho các bạn với cái chủ đề về một thông điệp ngẫu nhiên, một thông điệp xanh lá ngẫu nhiên để cho chúng ta không bị xa lánh. Thì đây là trải bài chung hay cho rất là nhiều người, mọi người đã nhận thông điệp cách cởi mở và chọn lọc giúp mình. Thì ở đây Giang đã bóc sẵn bài cho mọi người rồi ha. Bây giờ Giang sẽ bắt đầu lật dở bài nhé. Giang có thể sẽ không show được hết bài cho mọi người xem nha. Pages, crap, palettes. Sẽ có khá là nhiều câu chuyện và có khá là nhiều thông điệp ở đây. Thì các bạn nhóm 1, các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở và chọn lọc với mình nha. Giang sẽ xin phép quay cái lá bài về cái hướng của mình cho nó dễ thấy hơn một chút xíu. Với lại bài cũng khá là nhiều cho nên là Giang sẽ ở đây. Rồi thông điệp của các bạn nhóm 1 đó, có thể nó sẽ liên quan tới base chakra, đó là chakra đầu tiên hay chakra số 1 của con người. Và đây là cái chakra gốc, cái luân xa gốc ở ngay cái vị trí giữa phần bụng, ở phía dưới phần bụng của các bạn một chút xíu ha. Giang ngó được cái thông điệp ở đây mà Giang nhìn thấy á, 49 và The Wheel. Đây là thông điệp về một cái việc, đó là các bạn nhóm 1, các bạn sẽ cần phải từ bỏ những cái nỗi sợ hoặc là một cái gì đó nó liên quan tới quá khứ, hoặc là cái sự cố gắng kiểm soát vận mệnh, kiểm soát vận mệnh, kiểm soát số mệnh của mình. Nếu như các bạn muốn đạt được một cái kết quả nào đó ở trong cuộc sống của mình, cái kết quả đó nó có thể là liên quan tới công việc hoặc là có thể liên quan tới những mối quan hệ, nhưng mà ở đây thì Giang đang thiên về những mối quan hệ nhiều hơn ha, tại vì các bạn có khá là nhiều cái nguồn năng lượng của những mối quan hệ ở đây. Giang cảm nhận được các bạn nhóm 1, các bạn đang chờ đợi, đang ở trong cái trạng thái của sự chờ đợi. Các bạn đang chờ đợi sẽ có một cái gì đó, sẽ có một cái kết quả hoặc là có một cái sự thay đổi lớn nào đó diễn ra với lại các bạn trong cái khoảng thời gian tới. Tuy nhiên á, có thể các bạn đã chờ đợi tương đối là lâu,
nhưng mà các bạn mãi vẫn chưa thấy cái kết quả mà các bạn mong muốn. Thì cái lý do khiến cho cái sự chờ đợi của các bạn nó không đến được đúng cái thời điểm mà các bạn nghĩ á, thì đó là tại vì hai lý do. Lý do thứ nhất á, đó là các bạn mong muốn những cái sự việc đó nó diễn ra, nhưng mà các bạn mong muốn chỉ thuần túy là cảm xúc thôi. Các bạn không có cái sự lý trí ở trong đó. Tức là các bạn không thật sự nhìn, các bạn chưa thật sự nhìn thấy rõ được cái sự khác biệt giữa điều mà các bạn mong muốn và khả năng thật sự mà các bạn đang có. Không phải lúc nào các bạn đổ hết sức lực của mình vào trong một cái chuyện gì đó thì cái sự việc đó nó sẽ trả lại cho bạn một cái kết quả tương ứng. Giống như các bạn trồng một cái cây á, không phải các bạn bón nhiều phân cho cây thì cây nó sẽ phát triển nhanh. Đôi khi cái việc các bạn bón nhiều phân cho cây nó sẽ giết chết cái cây đó nhanh hơn so với lại việc các bạn để nó tự sống, tự phát triển theo cái nguồn sống của riêng nó. Đó là điều mà có thể là các bạn đang mắc phải ha. Có một vấn đề ở đây nữa là mình thấy có vẻ như các bạn nhóm 1, các bạn là những con người thiên về truyền thống. Tức là các bạn sẽ lựa chọn hướng đến một cái cuộc sống hoặc là những cái giấc mơ mà các bạn đặt ra nó mang thiên hướng gọi là mang thiên hướng truyền thống, nhưng mà mình đang có cái cảm giác là mang cái thiên hướng của việc ai cũng làm như vậy, kiểu như là tất cả người xung quanh các bạn đều làm như vậy, nên các bạn mặc định cho rằng cái cách sống đó nó là hạnh phúc, nó là cái điểm đích đến mà các bạn cần phải đạt được. Mình sẽ ví dụ giống như là có rất là nhiều bạn cho rằng là một người phụ nữ hay là phải có một người chồng thì mới kiểu cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy các kiểu. Đó, thì bạn có thể có những cái suy nghĩ như vậy. Và cái nỗi sợ của các bạn á, cái nỗi sợ của các bạn đó là cái nỗi sợ của việc mình khác người, của việc đó là mình sẽ không giống mọi người và mình sẽ bị đào thải, mình sẽ bị mọi người cho ra rìa các kiểu vân vân mây ha. Đúng, nó đúng kiểu là các bạn sợ bị xa lánh luôn á. Thì cái thông điệp ở đây dành cho các bạn nhóm 1 đầu tiên có lẽ là các bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian để tách khỏi những cái nguồn năng lượng tiêu cực và toxic ở xung quanh các bạn. Và khi mà các bạn dành thời gian nghỉ ngơi á, các bạn hãy xây dựng lại cái luân xa gốc của mình. Và các bạn cần phải tìm được cái sự cân bằng ha. Các bạn có cái lá balance ở đây, lá temperance, đây là lá temperance ở trong bộ tarot. Các bạn cần phải tìm lại được cái sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí của mình, giữa bạn và xã hội xung quanh, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bạn ở thời điểm hiện tại và bạn ở thời điểm ở trong quá khứ, cũng như là xem xét lại giữa những điều các bạn mong muốn thực hiện và khả năng của bản thân nó nằm ở đâu. Đó, và từ đó các bạn cần phải đưa ra những cái góc nhìn hoặc là những cái lựa chọn nó có cái sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc nhiều hơn trong đó. Thì Gian thấy là bạn mới dễ để mà đến được những cái điều mà các bạn mong muốn. Có một cái cân bằng nữa các bạn sẽ cần phải học được ở đây, đó là cân bằng giữa bạn và cái vòng xoay của vũ trụ, giữa cái việc các bạn cố gắng vươn đến mục đích của bản thân và cho phép vũ trụ được làm những cái nhiệm vụ chấp vá khác của nó. Tại vì các bạn nhóm 1, các bạn đang rất cố gắng kiểm soát số mệnh của mình ha. Ngoài ra, một cái thông điệp nữa dành cho các bạn nhóm 1 ở đây á, đó là nếu như các bạn cảm thấy các bạn không thể nào làm việc này một mình được thì các bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Không nhất thiết là các bạn phải làm điều này một mình ha. Tại vì khi mà các bạn đang ra lá chính kiếm, lá về Darkness Sphere ở đây á, thì Gian hiểu được đó là có một vài bạn nhóm 1 các bạn đang bị kiệt quệ về mặt tinh thần. Các bạn không thể nào giải quyết vấn đề này một mình được, hoặc là các bạn không có thói quen đưa ra lựa chọn một mình, thì các bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ một ai đó là một cái người rất là lý trí, một cái người họ trải đời nhiều hơn các bạn, hoặc là họ có nhiều kinh nghiệm về cái vấn đề này nhiều hơn bạn. Đó có thể là những cái người làm tham vấn tâm lý, có thể là một ai đó ở bên cạnh mà họ đã luôn nhắc nhở các bạn là các bạn phải sống vì bản thân mình nhiều hơn á, thì các bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ cái người này ha. Và thông qua cái góc nhìn của người này, thông qua những cái lời khuyên của người này, hay là những cái bài tập họ đưa ra, hay là những cái nó mình nhắn cho là những cái trải nghiệm mà họ mang đến cho bạn á, thì Gian hy vọng các bạn nhóm 1 các bạn sẽ nhận thức ra được cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu, và các bạn sẽ có niềm tin vào tương lai của bản thân. Hãy hiểu á, bạn
sẽ có rất là nhiều tương lai diễn ra với lại các bạn. Không phải chỉ có một cái tương lai là bạn phải như thế này hay bạn phải như thế kia. Tương lai là do bạn vẽ ra. Các bạn hãy nhớ nha, tương lai là do các bạn vẽ ra. Và cái việc các bạn lựa chọn bạn là ai, bạn làm cái gì á, nó sẽ chính những cái việc đó nó mới khẳng định các bạn là một người như thế nào hơn là những cái khả năng của bạn. Bạn hiểu không? Tức là chính cái việc bạn quyết định mình là ai và các bạn dám chấp nhận những cái giá các bạn phải trả, dám chấp nhận những cái sự mạo hiểm các bạn phải trả khi các bạn đi trên cái con đường mà các bạn đã chọn á, thì chính cái điều đó mới quyết định các bạn là ai, chứ không phải là cái khả năng của bạn. Nó không chỉ dừng ở cái khả năng là bạn làm được cái gì hay là bạn không làm được cái gì. Đừng tự giới hạn bản thân ha, tại vì tiềm năng của con người từ trước đến nay luôn là vô hạn. Đó là sự khẳng định của khoa học cũng như là của vũ trụ luôn. Cho nên là đừng vội giới hạn giấc mơ của mình, cũng đừng vội giới hạn cái thế giới của bản thân, hay là cái góc nhìn của bản thân, hay là cái khả năng của bản thân ha. Hãy xây dựng một cái nền tảng vững chắc hơn để từ đó các bạn có thể đi xa hơn. Và cái nền tảng vững chắc mà các bạn nên xây dựng đó, đó là chính bản thân mình. Nó nên bắt nguồn từ chính bản thân các bạn, hoặc là các bạn có thể chia sẻ một chút xíu năng lượng đến vũ trụ cũng được, nếu như các bạn cần ha. Ok, các bạn bài cho các bạn nhóm 1 ở đây. Các bạn có điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, các bạn có thể bình luận cho em biết. Em sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 1 trong những video lần sau. Bye bye. Okay, xin chào các bạn nhóm 2. Nhưng bạn đã chọn cái bookmark này ha. Thì đây là trả bài cho các bạn với cái chủ đề đó là một thông điệp ngẫu nhiên, một thông điệp xanh lá ngẫu nhiên gửi đến cho các bạn để chúng ta không cần bị xa lánh. Thế đây là trả bài chung cho rất là nhiều người, mọi người đón nhận thông điệp một cách cởi mở và chọn lọc biết mình nha. Vậy Yasi sẽ bắt đầu lật giải bài của mọi người nhé. Yasi xin phép quay bài về phía mình để dễ thấy hơn ha. Repute. Ok. Out of spinet. À không phải. Set the trap. Focus and then act. Just take 3 of cup, 5 of coins và ace of cup. Các bạn có 2 số 3 ở đây, 1 số 6. Xuất hiện số 3 và 6 khá là nhiều á, thì nó có nghĩa là cái thông điệp, cái nguồn năng lượng của các bạn nhóm 2 nó sẽ liên quan tới sự hợp tác và phát triển tương đối là cao ha. Thông điệp của các bạn đầu tiên em thấy nha là sẽ có một cái sự kiện đột ngột nào đó nó diễn ra với lại các bạn. Cái sự kiện đột ngột này á, mặc dù nói nó là đột ngột nhưng mà Jen thấy được cái sự kiện này nó đến là bởi vì các bạn nhóm 2 các bạn thu hút vào trong cuộc sống của mình. Và khi mà cái sự kiện này nó diễn ra thì đây là một cái cơ hội để cho các bạn nhóm 2 nhìn và đối diện với sự thật của vấn đề mà có thể các bạn đã luôn tìm cách delay, luôn tìm cách trì hoãn, là tìm cách trốn tránh ở trước đó. Và cái sự kiện này nó có thể là liên quan, tức là cái sự thật mà các bạn cần phải nhìn ra nó có thể là liên quan tới việc các bạn đã quá mức cố chấp với lại một cái điều gì đó, hoặc là các bạn đã có một cái góc nhìn hoặc là một cái cách sống á, nó tương đối là trên trời một chút xíu ha. Nói chung tức là nó hơi bị mộng mơ hoặc là nó hơi bị tự tin quá đà. Thì cái sự kiện này nó diễn ra để các bạn nhóm 2 các bạn nhận thức ra được á, đó là cái cuộc sống này nó không phải là một cái trò chơi dễ dàng như vậy, hoặc là cái khả năng của bạn nó không được đầy đủ giống như các bạn đã luôn nghĩ về bản thân mình ha. Mình thấy ở đây các bạn nhóm 2 các bạn là những người có khả năng leadership, có khả năng lãnh đạo rất là tốt. Các bạn cũng có thể là những người thấu hiểu về luật hấp dẫn. Tuy nhiên á, dường như các bạn đã quên đi cái việc ha, đó là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tức là các bạn có khả năng lãnh đạo, các bạn có
các bạn, nói chung là các bạn có rất là nhiều thứ ở trong tay đi, các bạn có sự chăm chỉ, các bạn có tài năng, các bạn có khả năng lãnh, có khả năng lãnh đạo, các bạn có mối quan hệ các kiểu đi, nhưng mà các bạn luôn cố gắng làm hết tất cả mọi thứ một mình mà quên đi cái giá trị của những người bạn, của những người đồng nghiệp, của cái việc đó là cùng một vấn đề nhưng mà có nhiều cái não suy nghĩ nó sẽ hoạt động một, thì cái sự việc đó nó sẽ diễn ra một cách nhanh hơn hoặc là một cách trơn tru hơn rất là, cái hơn rất là nhiều. Thì cái việc kết thúc cái sự kiện, kết thúc một cách đột ngột nó diễn ra trong khoảng thời gian sắp tới, hoặc có thể các bạn đã trải qua rồi á, thì đó là một cái bài học mà vũ trụ đưa đến cho các bạn để các bạn tự đánh giá lại về cái cách các bạn đã sống, cái cách mà các bạn đã làm việc từ trước đến nay, và từ đó hãy xây dựng cho mình một cái góc nhìn mới cũng như là một cái cách làm việc mới mà ở trong đó các bạn, giống như nói từ đầu ha, đó là các bạn học được cái cách giao tiếp, cái cách làm việc chung với người khác, cũng như cái cách phân bố cái công việc xung quanh của mình một cách hiệu quả hơn ha. Khi mà cái sự việc đột ngột này nó diễn ra thì Jen cảm nhận được ở đây đó là các bạn sẽ khá là trắng tay. Jen không rõ cái sự kiện này nó là cái gì, nhưng mà nó có thể là một cái hợp đồng rất là lớn nó bị đổ vỡ, hoặc là đồng loạt tất cả mọi người xung quanh bạn đều xin nghỉ việc, hoặc là một cái gì đó nó tương tự nó diễn ra như vậy ha. Thì có một cái lời khuyên ở đây nữa, đó là cái sự khó khăn này nó sẽ được giải quyết. Nó không phải là một cái thứ nó đến để mà dạng như nó hạ các bạn xuống, hay là nó khiến cho các bạn không bao giờ có thể làm việc ở trong cái lĩnh vực này, hay là bạn không bao giờ được thế này thế nọ nữa, hay là thậm chí nếu như câu chuyện của các bạn nhóm 2 mình liên quan tới một mối quan hệ á, thì không phải là cái việc các bạn kết thúc với cái người đó với một cái mối quan hệ mà các bạn đã quen nhau một cái khoảng thời gian rất là lâu các kiểu, thì nó mang nghĩa là bạn sẽ không bao giờ gặp được một ai tốt như vậy, hay là tốt hơn như vậy nữa, hay là bạn phải sống độc thân cả đời ha. Nó không có mang cái ý nghĩa như vậy, mà tất cả những cái sự kết thúc một cách đột ngột mà vũ trụ mang đến nhá, nó đều là một cái cơ hội để cho các bạn hiểu được một cái điều ha. Cái con đường các bạn đang đi nó là đường cùng rồi, nó hết đoạn đường để mà đi rồi, và bây giờ các bạn phải chuyển sang đi một cái con đường khác. Và nó rất là rõ ràng ở đây khi mà lá Fire Crystal của các bạn ha, lá 5 xu ở trong bộ này, có nghĩa là 5 xu trong bộ tarot đó, đó là hình ảnh một con bọ cánh cam. Đó là hình ảnh của khi mà bọ cánh cam, nó là ý nghĩa của mùa xuân, nó là ý nghĩa của sự hồi sinh, cũng như là cái ý nghĩa của việc sẽ có những cái cơn gió, sẽ có những cái cơ hội, những cái điều mới nó tới, và bạn cần phải học cách nắm bắt được những cái cơ hội này ha. Hãy hiểu đó là cái khả năng leadership nó chỉ có ý nghĩa khi bạn có tức là bạn chỉ bộc lộ được cái khả năng leadership của mình khi các bạn có những người teammate, những cái người đồng đội á, mà họ thật sự tôn trọng các bạn, hoặc là họ thật sự cùng một cái vibe với các bạn. Nếu như mà các bạn có khả năng leadership nhưng mà các bạn làm việc độc lập thì các bạn cũng đâu có thể hiện được cái khả năng leader của mình đâu. Đó, cho nên là hãy tập trung, hãy đối diện với cái sự thật đầu tiên, đó là những cái lỗi sai của mình, những cái chính sách mình đưa ra, hay là những cái góc nhìn mà mình đã quá là cố chấp, hoặc là mình đã quá là một chiều, hay là mình đã quá là ích kỷ các kiểu đó. Hãy đối diện lại cái sự thật đó. Khi mà đã đối diện và chấp nhận được những cái vấn đề của mình rồi á, thì hãy tập trung ha, hãy tập trung và hành động để thay đổi. Hãy tập trung để hành động để thay đổi, để bản thân các bạn có thể nhanh chóng bước vào cái trường năng lượng thu hút những cái điều tốt hơn đến lại các bạn ha. Có một vài trường hợp ở đây của các bạn nhóm 2, cái sự việc đột ngột này diễn ra nên không chắc là có nhiều hay không, nhưng mà đại khái thì có thể là các bạn sẽ bị đồng nghiệp, không biết cái này gọi là đồng nghiệp không, nhưng mà đại ý là sẽ bị đồng nghiệp chơi xấu về mặt luật pháp, hoặc là về mặt giấy tờ, hoặc là về mặt hợp đồng các kiểu gì đó. Thì Jen sẽ nói ha, thật ra cái sự kiện ngẫu nhiên này á, nói là nó diễn ra một cách đột ngột, nhưng đây thật ra là cái giá các bạn phải trả cho những cái hành động trước đó của mình. Bất kể hành động rất là sai hay đúng, chúng ta đều sẽ phải trả một cái giá. Thì cái sự kết thúc này là một cái giá mà các bạn nhóm 2 các bạn phải trả cho cái cách sống quá là chủ quan, quá là mơ mộng, hoặc là các bạn có thể, thậm chí có một vài bạn nhóm 2 các bạn từng nghĩ là mình
đủ khả năng như vậy, mình sẽ chẳng cần chơi với ai hết, mình chẳng cần phải lo lắng cho ai hay chăm sóc cho ai hết. Nhưng mà các bạn hãy nhớ ha, chúng ta là con người và chúng ta đang sống ở trong một tập thể, và việc mà các bạn cô lập bản thân mình lại á, các bạn sẽ luôn luôn là người bất lợi. Tại vì các bạn hãy nhớ ha, trong những cuộc đi săn á, đi săn theo đàn luôn luôn lấy được nhiều nguồn lợi hơn đi săn một mình đó. Cho nên là người khôn ngoan là người biết sử dụng những cái công cụ nó hỗ trợ mình tốt nhất, chứ không phải người khôn ngoan là người giữ cái sự khôn ngoan đó cho riêng mình ha. Ok, như kết thúc tuyệt vời cho các bạn nhóm 2 ở đây nha. Các bạn có điều gì mong mỏi muốn chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho Giang biết, Giang sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 2 trong những video lần sau. Bye bye. Ok, xin chào các bạn nhóm 3, nhóm mình đã chọn cái bookmark này ha. Đây là giải bài cho các bạn về cái chủ đề với một thông điệp ngẫu nhiên được dành đến cho các bạn. Một thông điệp xanh lá ngẫu nhiên để cho chúng ta không bị xa lánh ha. Rồi, thế đây là giải bài chung cho rất là nhiều người, mọi người đón nhận thông điệp một cách cởi mở cho lắm với mình nha. Vậy thì sẽ bắt đầu lật giải bài cho mọi người nhé. Và Giang xin phép được quay lá bài về phía mình để nó dễ đọc hơn ha. Hôm nay cả ba tụ đều có năng lượng của xu khá là mạnh. We are unconnected, challenging your perception. Strain hanging mind, nằm kín và impaired. Bạn nhóm ba hôm nay lớn này. Các bạn có hai lá bài 2. Hai lá bài 2, các bạn có 248, 2468. Có sự chấp nhận nhiều. Rồi thông điệp dành cho các bạn nhóm 3. Ở đây sẽ có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều năng lượng để mọi người đón nhận những cái gì nó phù hợp với lại bản thân mình nhất nhé. Ok. Thông điệp đầu tiên như em thấy ở đây á, cái thông điệp đầu tiên nó sẽ liên quan tới góc nhìn của các bạn nhóm 3 ha. Mình đang không chắc là góc nhìn về cái gì, nhưng mà cái góc nhìn này nó có thể nó có thể là góc nhìn của bản thân các bạn về một cái điều gì đó, mà ở đây có thể là liên quan tới những mối quan hệ ở xung quanh các bạn nói chung. Tại vì Jen có một cái cảm giác ở đây khi các bạn ra lá năm kiếm á, Jen nghĩ ha, các bạn nhóm 3 các bạn có tổn thương hoặc là các bạn từng vấp phải những cái sự kiện mà ở trong đó mọi người chơi xấu bạn, mọi người đâm sau lưng bạn, hoặc là mọi người rất là tìm cách để mà lợi dụng bạn, hoặc là đại ý là một cái nguồn năng lượng nó không được tích cực lắm ở trong cái cách suy nghĩ của các bạn về mọi người xung quanh ha. Tuy nhiên á, Jen nghĩ là trong khoảng thời gian sắp tới trong khoảng thời gian sắp tới thì có thể các bạn nhóm 3 các bạn sẽ gặp được một người hoặc là nhiều hơn một người ha. Mà những cái người đó, người ta khiến cho các bạn bắt đầu phải đặt nghi vấn về những cái niềm tin của bản thân mình, hoặc chính các bạn nhóm 3 các bạn tự quan sát xung quanh và các bạn nhận thấy là cái góc nhìn của các bạn về những cái việc đã diễn ra ở trong quá khứ có phải nó đang mang tính một chiều quá hay là không đó, và có phải là bạn đang đánh đồng tất cả mọi người chỉ dựa vào những cái quá khứ của các bạn hay là không. Tại vì Jen có một cái cảm giác ha, có một cái trường hợp ở đây nữa, Jen không có cảm giác liên quan tới người cũ hay là cái gì ở đây hết, nhưng mà Jen có một cái cảm giác là sẽ có những cái sự kiện nào đó nó quay lại với lại các bạn. Nó có thể là các bạn không gặp lại những cái người mà đã khiến cho các bạn tổn thương, nhưng mà có thể là bạn của bạn chẳng hạn, người ta gặp một cái vấn đề y chang như bạn luôn, nhưng mà cái người bạn của bạn á, thì họ có một cái góc nhìn về cái sự việc đó mang cái tính tích cực hơn, hoặc là nó mang một cái nguồn năng lượng đón nhận nhiều hơn, hoặc là mang một cái nguồn năng lượng mà có thể gọi là bình tĩnh nhiều hơn. Thì chính những cái gì mà các bạn quan sát được, các bạn nghe thấy được á,
nó khiến cho các bạn bắt đầu nhìn sự, bắt đầu nhìn nhận sự việc theo hướng hai chiều hơn là một chiều ha. Và các bạn sẽ bắt đầu bị đặt vào cái nguồn năng lượng của cái sự tự chất vấn bản thân mình khá là nhiều. Có một vài bạn giống ba ở đây thì ban đầu các bạn sẽ chống cự lại cái việc này, các bạn sẽ chống cự lại những cái trigger cũ nó đếm lại mình, hay là các bạn chống cự lại những cái nỗi đau từ kiểu như là những cái sự khó chịu, những cái nỗi đau nó từ đâu nó ập tới các bạn, hay là các bạn chống cự việc, ví dụ ha, có một trường hợp ở đây nữa của các bạn nhóm ba, đó là người mà các bạn yêu quý, hoặc là các bạn gặp được một ai đó mà các bạn cảm thấy rất là muốn kết nối, các bạn rất là muốn làm tri kỷ với họ, thì cái người này người ta muốn bạn giải quyết triệt để tận gốc cái vấn đề tâm lý của bạn, nhưng mà bạn thì đã từ chối làm cái điều này ha. Thì cái thông điệp ở đây dành cho các bạn nhóm ba ở trong cái sự việc này á, đó là các bạn nên, cái này thật ra cái này đúng nghĩa là một cái lời khuyên luôn á, tại vì cái lời khuyên ở đây đó là các bạn nên cho phép bản thân mình được nhìn mọi thứ dưới một góc độ công bằng hơn đó. Và cái vấn đề ở đây của các bạn nhóm ba đó là thật ra bản thân các bạn muốn tin người khác mà, tức là kể cả khi các bạn nhóm ba các bạn đã gặp phải những cái vấn đề ở trong quá khứ, các bạn đã bị tổn thương, các bạn đã bị phản bội các kiểu đi chăng nữa, thật ra sâu bên trong các bạn nhóm ba các bạn vẫn muốn được kết nối với lại mọi người xung quanh, các bạn vẫn hy vọng bản thân mình sẽ có lại được cái niềm tin vào cái người đối diện, và mình sẽ được tham gia vào những cái nhóm người, những cái tổ chức mà ở trong đó mình không việc gì phải nghi ngờ họ, hay là mình phải phòng thủ họ các kiểu nữa. Bản thân các bạn mong muốn cái điều này chứ không phải là không, chỉ là nó có cái sự mâu thuẫn thôi, đó là các bạn sợ quá khứ. Nhưng cái nỗi sợ khi mà các bạn sợ, cái nỗi sợ nó vẫn sẽ luôn ở đó, mà nó chỉ càng ngày nó càng được khuất trương lên thôi. Còn nếu như mà các bạn thật sự muốn kết thúc cái nỗi sợ của mình á, thì các bạn sẽ cần phải đối diện với nó một mình, đôi khi là một mình, nhưng mà cũng hay là các bạn có thể tìm sự trợ giúp về mặt tâm lý từ mọi người xung quanh. Nhưng mà by the way, bất kể là một mình hay là nhiều mình á, thì có một cái thông điệp khá là hay ở đây ha, đó là we are all connected, tất cả chúng ta đều liên kết với lại nhau. Có thể các bạn nhóm ba bạn đã từng tự hỏi là vì sao những cái người đó người ta rất là nhẫn tâm, người ta phản bội người khác, hay là lý do vì sao bạn phải chịu đựng tất những cái nỗi đau ở trong quá khứ, nó đều có lý do của nó cả. Và cái lý do ở đây có thể là bởi vì bạn ở trong quá khứ bạn đã quá là nhẹ dạ cả tin, hay là bạn ở trong quá khứ bạn đã có một cái vấn đề gì đó, đó là cái vấn đề của bạn, đúng không? Đồng thời thì những cái người kia người ta cũng có những cái vấn đề của riêng họ, và somehow các bạn gặp nhau để cho nhau một cái bài học nào đó. Có thể cái bài học của bạn đó là đừng có dễ dàng tin người như vậy, hay là đừng có gọi là sao, tức là các bạn đừng có, tức là cho người khác nhưng mà cho thêm một cái dạng là phải nhận là được một cái gì đó. Tại vì khi các bạn làm cái điều ấy thì chính các bạn đang hy vọng, và các bạn cho phép người khác làm các bạn thất vọng. Các bạn hiểu không? Đó. Hay là cái bài học mà các bạn học được, các bạn cần phải học được sau cái sự việc đó, đó là tính hai mặt của một vấn đề. Đại khái ở đây thì Giang thấy cái thông điệp của các bạn nhóm ba nó liên quan tới việc gọi là quay vòng tròn các cái dòng suy nghĩ của bạn á, để từ đó các bạn xây dựng được cái tính độc lập, cái tính chủ động của mình, cũng như á, là các bạn học được cái cách, mình nói là kiểm soát mối quan hệ nghe nó hơi kỳ, nhưng mà đó là học cái cách đặt ra được cái giới hạn của bản thân ở trong những mối quan hệ, đồng thời ha, đó là tìm kiếm lại được cái sự bình yên ở bên trong bản thân các bạn. Thì các bạn đã là Lát Xích ở đây, tại vì Lát Xích là một lá liên quan tới Hermit, tức là liên quan tới cá nhân, liên quan tới hành trình cá nhân của mỗi người. Cũng có một vài trường hợp ở đây ha, đó là có một vài bạn nhóm ba các bạn sẽ gặp lại người cũ, nhưng mà ở một cái vai trò đó là bạn là leader của họ, hoặc là bạn là thành viên làm việc chung với lại cái người đó. Và lúc này sẽ là lúc mà đặt ra được một cái thách thức á, đó là bạn dám đối diện với lại, nếu như mà các bạn nói là bạn không còn sợ họ nữa, thì các bạn có dám đối diện với họ không?
Còn nếu như mà không á, thì các bạn có dám bỏ qua cái cơ hội này, cái cơ hội công việc này, cái cơ hội dự án này để mà lựa chọn một cái môi trường khác thoải mái hơn dành cho các bạn không? Đại ý ở đây á, đó là các bạn nhóm 3 bạn sẽ cần phải học thỏa hiệp với chính cái quá khứ của mình, thỏa hiệp với chính cái tính cách của bản thân, cũng như là học cái cách trưởng thành hơn khá là nhiều ở trong cái cuộc sống tâm hồn tâm lý của chính mình ha. Hãy nhớ nha các bạn, từ chối nhìn thấy sự thật không mang nghĩa sự thật nó không tồn tại. Và cái việc mà các bạn từ chối nhìn thấy sự thật á, thì cái người thiệt nhất chỉ là các bạn thôi. Ok, các bạn cho các bạn nhóm 3 đây ha. Các bạn có điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, các bạn có thể để lại bình luận cho em biết, em sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 3 trong những video lần sau. Bye bye.